chính vì những cái câu nói đó làm em cảm thấy em bị mất giá trị trong mắt ổng á. Thì mới nói thẳng. Nên nói thẳng sự chứ sau này mà quen rồi rất khó. Cô ơi cô đừng để lấy chồng. Về Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hát cô nghe đó. Trời ơi cô đừng để lấy chồng. Để hai thằng buồn câu họ lý cây bông. Bởi vì nó y chang một đứa em của em. Tại vì sao không em nhớ nhà? Tại vì sao không em nhớ nhà? Rồi em muốn anh trả lời luôn không? Anh chỉ là nói đùa chồng em thôi. Những cái điều biết về em là em post những cái video clip của em lên trên YouTube nè, toàn xem được đó. Nằm trên một con đồi ở trung tâm Đà Lạt, cách chợ Đà Lạt chỉ 2 km, Mia Boutique Hotel Đà Lạt là một khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, mang phong cách châu Âu hiện đại, với 31 phòng khang trang vừa mới được xây dựng, được trang bị đầy đủ nội thất. Một điều đặc biệt tại đây, mỗi phòng đều có cửa sổ nên khách lưu trú sẽ có được tầm nhìn cực đẹp về trung tâm thành phố Đà Lạt ngay từ trong phòng. Sau buổi vui chơi thật thoải mái bên những chú chó cực kỳ đáng yêu tại Bobby Farm, thì các thành viên của chúng ta lại được trải nghiệm cực kỳ thú vị với chèo thuyền sup tại hồ Tuyền Lâm. Cái này rất là cụm tròn như cái kia luôn á. Chào anh Kim. Rồi, xin chào các bạn. Chào các bạn mới đến Đà Lạt ha. Thì hôm nay mình sẽ có một hoạt động là trải nghiệm chèo sup trên hồ Tuyền Lâm. Thì ở đây mình sẽ có trước nhất là áo phao và sau đó là mái chèo. Thì mình sẽ trang bị áo phao trước và sau đó là mình sẽ ra đây cầm mái chèo và mình sẽ hướng dẫn các bạn những kỹ năng cơ bản với cái thuyền sup này. Tại bờ hồ Tuyền Lâm, mọi người được anh Kim, huấn luyện viên chèo thuyền chuyên nghiệp, giới thiệu và hướng dẫn các nguyên tắc cơ bản để có thể thoải mái vui chơi mà không lo nguy hiểm. Đúng rồi, là về mái chèo. Cái này bên mình đã có đánh dấu một mặt đen và một mặt xanh còn lại. Thì cái mặt này, cái mặt mà màu đen á, mình sẽ quay ra ngoài và cái mặt màu xanh mình sẽ hướng vào người mình khi mình chèo và nó sẽ là như thế này. Đây, mình muốn nó chạy tới, mình để nó sát không và mình kéo. Nó sẽ chạy tới. Và nhớ là thật sát nha. Rồi, nếu lỡ trong trường hợp mình để cho mái chèo nó xa ra một xíu thì nó sẽ như thế nào? Khi mình để xa qua ở phía bên phải, nó sẽ cua trái như thế này. Mỗi thuyền chỉ cùng chèo được 2 người nên các thành viên của chúng ta buộc phải bốc thăm chia cặp bằng cách ghi tên người mình muốn ngồi chung thuyền. Cặp nào có yêu cầu trùng khớp sẽ được đi chung một thuyền. Mọi người ngồi trước cầu vũ ha. Thì ở đây mình có anh biết chèo không? Này thì ai là người em muốn chèo để em chèo này trước để mình biết chèo các máy chèo ha. Máy chèo cho Kim là Phi và Khanh xuất bến trước, Trọng với Phúc, tiếp đó là Duy với Hùng, Duy Anh với Phong và cuối cùng là Linh Anh lẻ loi một mình. Cái trải nghiệm mà chơi chiều ván là một cái trải nghiệm đầu tiên trong đời mình được chơi, hiểu Hùng hơn. Hùng có những tâm sự muốn dành riêng cho mình, đặc biệt hơn những người khác ở chung phòng. Nó không có như được như tức là ổng nó sẽ thay đổi nhưng mà ổng có thay đổi đâu. Ổng bắt em thay đổi theo ổng, hiểu không? Rất là khó cho nên em mới hẹn chị thì em xin lời khuyên nè. Ổng kêu ổng biểu thay đổi như sao? Ổng kiểu như là cái tôi ổng quá cao. Ý là hôm qua em cũng có nói đó. Ổng nói là cho người ta cơ hội cũng như cho ổng cơ hội. Nhưng mà em đâu có xin đâu cho. Là ổng đang bị cái là em xin là ổng đi được quen ổng, hiểu không? Không có, em không có thiệt. Tại vì cái cảm xúc của em bây giờ chính vì những cái câu nói đó làm em cảm thấy em bị mất giá trị trong mắt ổng á. Thì mới nói thẳng. Nên nói thẳng sự chứ sau này mà quen rồi rất khó. Mình thấy người bình thường thế là mình quen nhau trên chương trình làm tất cả mọi người đã biết mình quen nhau 1-2 ngày. Coi chừng nó gá vô cái gò má của em nha. 1-2 tháng mà chia tay rất là xu. Đúng rồi. Khác nhau điểm đó. Khi mà hôm qua cả hai người đã đồng ý cho nhau cái sự tìm hiểu thì Hùng cũng đã nói là ảnh đang bị cái tôi còn cao quá. Ảnh nói là đó, Hùng không xin cơ hội mà phải cho nhau cơ hội cơ. Giơ chân lên em. Hít sâu thở chậm. Duy Anh chủ động là người lái, là người bơi,
là người chèo thuyền thì giống như cái cảm giác là mình được có một cái người ở phía sau chủ động trong mọi thứ. Khi mà ngồi ở trước, Duy Anh ở phía sau thì tuy là không có được nhìn mặt nhau để nói chuyện thì nhưng mà cả hai vẫn nói chuyện rất là thoải mái, rất là vui trong một không gian đặc biệt là trời mưa nữa. Nên là về mức độ lãng mạn thì nó tầm khoảng 80%. Em vô bờ này, anh đi vô bờ lộn hướng đó, em nhìn nè. Vô bờ lại đúng đó, là cái chuyện xoay gấp luôn, đúng không? Phải không? Cô ơi, cô đừng đi lấy chồng. Về Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hát cô nghe đó. Trời ơi, cô đừng đi lấy chồng. Để hai thằng buồn câu họ lý cây bông. Sau khi giọng hát thần thánh của chồng cất lên thì cũng là lúc cơn mưa ầm ầm kéo đến, khiến cả đoàn phải lên xe ra về trong cơn mưa. Sau khi tắm rửa, tút tát sạch sẽ thì mọi người đã có một buổi tối quay quần với nhau bên quán lẩu. Hôm nay là đêm cuối cùng trước ngày kết thúc cuộc hành trình, nên mọi người ai cũng muốn trải lòng để nói hết những gì mình suy nghĩ về đối tượng mà mình đặt tình cảm, về những người bạn giữa được và mất sau những ngày bên nhau. Trả lời lên học nha. Những ngày vừa qua thì em thấy em lớn rất là nhiều. Và thực sự 7 ngày ở trong đây á, nó như là 7 tháng em sống ở ngoài xã hội á, buộc em phải tự một mình em và không dựa dẫm vào bất kỳ ai cả. Tuy ở ngoài xã hội thì không có gia đình, không có đồng đội, ở đây là một người lạ hoàn toàn, những người mới biết nhau hoàn toàn và tự một mình em. Em phải chọn cho con đường cho mình riêng của mình, cho nên là em bị áp lực và stress kinh khủng chưa bao giờ từ nhỏ tới lớn. Một đứa 21 tuổi. Cái này giống như là một cú tít trong đúng rồi, trong cái bước đường mới ra đời của cuộc quen luôn á. Và em thấy mình lớn hơn rất là nhiều, và đặc biệt là mình nhận ra là mình trong xã hội này có nhiều loại người khác nhau mà mình cần phải cư xử đúng với mỗi người, phải có một cách cư xử khác nhau thì mình mới có thể dung hòa được, chứ không như vậy mình còn không dung hòa được thì bước ra xã hội mình sống không nổi. Chính xác. Phòng hoa cúc có tốt như vậy không? Dạ rất tốt, rất tuyệt vời, và em may rất nhiều mũi rồi ạ. Mẹ đứng hình. Thầy cũng không á. Mẹ đứng hình, em đứng nói gì luôn. Ok. Rồi về cảm xúc á, thì đến ngày hôm nay thì quá nhiều bất ngờ luôn á. Bất ngờ nhất là con mắm này. Quay trở lại. Nhưng mà cũng học được kiềm chế cảm xúc được chút xíu. Rất ngại khi mà lên sóng truyền hình mà phải ngồi khóc như một con bánh bèo. Khóc như một con bánh bèo. Sao rồi đó? Ok. Anh mong có ngày hôm nay á. Tại vì bữa giờ ai cũng bận hết á. Không muốn ngồi chung được nhau. Mong được ngồi chung nhau 8 người mà đến đây lôi rồi. Mong là xong chương trình này thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Sẽ có một buổi hẹn gì đó gặp đủ 9 người. Cảm ơn. Có chứ. Em nghĩ là có, tại vì còn một tập của cái sim mà đủ rồi. Mình hẹn đi chơi có được. Thế em thì rất là vui khi được tham gia chương trình và gặp tất cả mọi người. Có rất là nhiều bất ngờ. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cũng đang rất là đau tim, không biết là ngày mai sẽ có gì đó với mọi người và tới đến em nữa. Nên là cũng cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian cho nhau, cho nhau một cái cơ hội. Và chỉ biết cảm ơn mọi người là thôi. Qua 6 ngày qua thì Trầm cảm giác như đây giống như là một cái khóa huấn luyện vậy đó. Huấn luyện về mặt thể chất của mọi người, huấn luyện về mặt cảm xúc của mọi người, huấn luyện về cách mà mọi người truyền đạt với nhau những thông tin, cách để mọi người thể hiện tình cảm,
khác mọi người thể hiện sự vui buồn, hỉ nộ ái ố trong cuộc sống với nhau. Và những điều đó thể hiện hết tất tần tật ở trong cái đời sống thường ngày trong nhà chung. Và không giấu đi được. Có thể những người suy nghĩ đến đây, tôi sẽ giấu được cái tôi của mình, tôi sẽ giấu được những cái sự nào mà tôi chưa có được tốt. Nhưng mà khi đến đây về lâu về dài, tất cả những điều đó nó đều thể hiện ra hết. Và đó thì là một điều đáng quý của chương trình. Tại vì nó nên như vậy. Tại vì mình tìm hiểu nhau là mình, nếu mà có thích nhau là thích luôn những cái điểm yếu của nhau thì mới gọi là thích là yêu. Thì bản thân Trọng thì đến với chương trình thì mình đã đạt được cái mục tiêu của mình là mình chia sẻ nhiều hơn. Anh xin cái gì thì chỉ cần cái điều đó thôi là được. Thì Trọng cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cùng chia sẻ những điều đó với Trọng. Cảm ơn mọi người. Nên quên nữa, và thêm một phần nữa là Trọng biết được một cái nữa là mình cũng không sẽ học được cái cách là mình sẽ không vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Có những người mà bên ngoài gai góc nhưng nội tâm của họ thì lại rất là nhiều tình cảm. Có những người thì bên ngoài rất là dễ chịu nhưng mà nội tâm thì khác hơn một chút xíu. Mình không nói rõ ra điều đó là gì. Nhưng mà đó mới là cuộc sống, đó mới là đời. Thì mình cảm ơn điều đó. Vào đây chúng ta nói là love how là chữ love là đầu, là tình. Thì tình chúng ta sẽ được tình yêu. Nếu không được tình yêu thì ta được tình bạn. Ta không mất tình gì hết. Vậy thì nếu có được hay không được tình yêu thì chắc chắn em cũng sẽ có tình bạn. Đối với em như vậy là quá đúng, quá lời và quá là thích rồi. Muốn thì em chỉ muốn là có thể đi được thêm nhiều hơn. Chỉ vậy thôi. Chưa. Đâu còn Duy rồi nó chạy đâu cho thoát. Không biết hơn. Thì tới bây giờ là trong 6 ngày vừa qua cảm giác được đây số đều được thôi chứ không, mình không mất gì hết. Tất cả mọi người đều không có gì đó mất. Duyên thì đã còn được nhận từ chương trình rất là nhiều. Rất nhiều đúng rồi. Và cái được của Duyên tặng thích nhất á là được một cái lý thuyết, một cái hành trang để sau này sẽ nắm trong cái đường mà mình kiếm tình yêu riêng của mình. Mình sẽ biết nhận ra đâu là tình yêu thật sự và đâu là tình yêu qua lời nói. Và mình sẽ biết nhận dạng đâu là những người chân thật. Chứ mình không thể đánh giá nhau qua một cái nhìn hay là qua một vài câu nói. Người ta nói em hiểu gì đó thì mình không quá vội. Bảo đảm là không bao giờ vội nha. Và khi tham gia chương trình mình nhận ra bản thân mình còn rất là non. Nếu mà không tham gia chương trình mình cứ ở ngoài mình cứ làm việc và kiếm tiền thì mình nghĩ là bản thân mình như vậy là đã ổn, đã tốt rồi. Nhưng mà thật sự mình chẳng là cái gì hết, mình còn non lắm, mình suy nghĩ của mình rất còn con nít. Nên tới bây giờ thì nói chung là hôm nay thì ngồi chung với mọi người là chỉ mong là xong hết. Hôm nay mọi người vẫn có thể làm bạn với nhau thôi, vậy thôi. Cảm ơn mọi người. Hôm nay sau qua đêm nay thì Duy tin rằng là tất cả mọi người cũng như bản thân Duy đều tha thứ hoặc là đều chấp nhận hết những cái mà mọi người đã trải qua. Và sau chương trình này tất cả mọi người cũng có thể có hẹn để làm bạn với nhau. Trước giờ mình chỉ xem chương trình truyền hình thực tế trên TV với lại những cái game show thôi, chứ mà mình chưa được trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên mà mình đi tìm tình yêu cho mình. Nghe những cái chương trình trước đây mình từng xem đó là rất cao. Thì cái cảm giác sống nó quá thực tế. Tức là một chương trình hoàn toàn không có kịch bản, tức là có sao nói đó, nhưng mà nó tự nhiên. Thậm chí là có những cái mà mình sống thật với bản thân. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ mình bắt đầu cái bữa ăn tối của mình. Mời mọi người ăn nha. Có thể là mình vừa ăn vừa trò chuyện tiếp. Rồi cho em khoan ngưng cái khúc này cái nha. Là em sẽ nói lại cái lời nói của anh Duy Anh là dành cho em. Là cái lời nói là có sự khẳng định một cái điều đó quá sớm đúng không? Thật ra cái nói em là có cái nhận định về một cái việc đó quá sớm. Nhưng mà thật sự cái tính bây giờ là em chưa có nhận định gì về anh, hoặc là chưa có nhận định gì về mọi người quá sớm. Vì em chưa từng bao giờ nói về một cái việc này của người nào khác luôn. Trong tất cả những cuộc nói chuyện, trong tất cả những cuộc nói chuyện và mọi người tranh cãi với nhau, em đều im lặng vì không có thích nhận xét người khác. Còn nhận định thì chưa, nhận định thì đương nhiên phải chưa rồi, nhưng em chỉ ngạc nhiên, đúng không? Em có nói là em ngạc nhiên.
và anh có hứa em là anh sẽ có thời gian anh sẽ nói cho em được việc sao biết những cái chuyện Duy có vẻ rất nghiêm túc muốn hỏi cho ra lẽ những khúc mắc trong lòng từ những câu nói ẩn ý của Duy Anh trong những ngày đầu. Anh còn biết là cái thời cấp 3 của em đi học em còn rất là nổi tiếng ở trường nữa. Quậy lắm. Biết em từ thời đó luôn á hả? Mà sao ở Nha Trang anh là biết ở trong em học ở trong Cam Lâm mà. Anh gặp bạn của em. Bạn em là ai? Một người bạn của em ở Nha Trang. Em muốn anh trả lời luôn không? Anh chỉ là nói đùa chọc em thôi. Những cái điều biết về em là em post những cái video clip của em lên trên YouTube mà. Và anh xem được đó. À và năm cấp 3 của em. Năm cấp 3 của em là chỉ là một bạn ở Nha Trang. Sau bạn anh nói là em ở trường rất là nổi bật. Anh nói đúng với em giống vậy không? Thì biết là các bạn ở Cam Lâm, ở Nha Trang, Khánh Hòa là em nổi bật ở trong trường, nhiều người biết em. Thì anh chỉ nói đúng là như vậy. Em hỏi là ai, em hỏi là ai nói. Nhưng bây giờ, cái việc đó, đối với anh thấy không quan trọng. Thì anh mới nói là không biết. Tại vì em chỉ là người nổi bật. Điều đó nó không phải là một cái sự nhận xét, đó là tiêu cực hết. Em chỉ muốn hỏi cho nên biết thôi. Duy Anh thật sự là một người gây ra nhiều drama không đáng có và gây ra những khúc mắc cho tất cả những cái thành viên còn lại. Là vì Duy Anh luôn sắp xếp trong đầu những cái câu chuyện, những cái info của từng người khi được hẹn gặp. Và bạn luôn thể hiện cho người khác một cái sự là am hiểu về người đó. Một cái việc thả thính quá mức làm cho người khác phải... đang suy nghĩ sai hướng về cái quá trình tìm hiểu, nên làm cho mọi người đều có cái cảm giác là trong quá trình tìm hiểu bạn, nhưng thật sự là bạn không có dành cái sự đặc biệt đó cho ai hết. Vô nè. Vô đi. Mấy thằng này là nhậu lên mà nó gì đó mày. Mày không nhập nha. Không có thể với bé Hùng càng ngày càng dễ thương. Thật sự là ngày hôm nay là ngày mà rất là xứng đôi với anh cũng mẹ của mình luôn. Em nói ê, ê, khoan nha. Từ mẹ sao mà kêu này bằng gì? Má. Ngay từ lúc đầu lý do vì sao mà em lại kết mua đen con này bằng cách mà mù quáng mà phải là cách là em bảo thủ luôn cả cái việc là đúng hay sai gì em đều ngay cả bạn ăn nó ăn cái tô phở đi em nhìn cái tô phở thôi em nhớ ngay em liền á không em vừa quay qua cái tô phở thực sự là em cũng khóc á tại vì sao em nhớ nhà rồi mà thật sự nha, nếu mà Hùng mà bị cái kiểu như là sợ cảm giác mà bị người khác thu hút á. Linh Anh rất là yêu thương các em và tất cả mọi người. Nhưng mà cái tình cảm đó thật sự nó rất là chân thành và mình cảm nhận được cái sự chân thành đó một cách rõ ràng. Thật sự nha, nếu mà hôm đó là Mạnh Hùng là cái người mà bị lỗi là em sẽ là người khóc nhiều nhất. Em cũng sẽ là người đứng dậy ý kiến. Không ý kiến được nhưng mà do chương trình thấy là mình sẽ là người khóc. Khóc nhiều nhất và nêu ra cái cảm nghĩ của mình thôi. Nhưng mà cái ngày hôm đó là bị lỗi á, cái người mà khóc nhiều nhất á. Trên tủ về thăm em. Không phải, em nhớ ra lên. Khóc mà bụt hai mắt luôn nha. Ok. Tự sao mà em của mình á. Em cố gắng làm dữ lắm luôn á. Em vậy mà cuối cùng á. Cái số phiếu rất là bị lỗi. Rồi thật sự mà lúc đó em cố gắng em ra không dám khóc. Tất cả là bây giờ bữa nay là ngày cuối em khóc mãi chứ giờ em giấu mệt quá. Lòi đuôi đi chứ em giấu mệt lắm. Sao vậy thôi. Ôi mà khóc như một đứa con nít nha. Khóc hấp luôn. Mà cái lý do khóc lại là một cái lý do nó không dính dáng gì về cái tình cảm yêu thương. Lý do Hùng là tính Hùng kiểu hiền lành tính thì đốt ghét thôi chứ nếu như lứa tuổi của em như Hùng nha em lại thích không thích quá an toàn. Em là thích phong pha, em là thích làm những cái trò nguy hiểm để em biết được cái kinh nghiệm thôi chứ em là không thích an toàn nha. Nên Hùng cũng sợ mấy đó. Nói chung là Duy nước thiên nó thôi là tại vì còn cái ngày hôm nay vậy thôi. Ngày mai thì em với nó cũng tách ra rồi.
Mẹ mình không tách được rồi. Nếu như mà có thời gian em đi chơi được á, giống như nó làm ở trong đoàn Hương Nam đi, thì cô kể thì em cũng có thể là giúp cho bé nó. Không phải là có nghĩa là mình cũng không cho nó hình một cái hướng tốt đi, một cái hướng tốt cho nó, tại vì nó năng lượng nó quá cao, năng lượng nó nhiều lắm. Đúng rồi bà. Mà em là cái ổn áp cho nó đó. Mà khi mà vừa em vừa đi diễn thôi là có chuyện liền. Cái ngày em đó là ngày em đi diễn. Em có buồn khi mà anh hay la em không? Thật sự ở thật có buồn không? Anh là quyết định chính xác. Lúc đầu á em vừa nghe á. Ngày hôm nay á em vừa nghe nó được một vót cú á là em mừng trong bụng lắm nha. Là tại vì nghĩa là em nghĩ là một em cú. Không biết một ngày nay. Nhưng mà em nghĩ là ủa tại sao chỉ có mình cú ra hai người cú. Nó dừng cuộc chơi sớm không tốt. Cho nên chính vậy cái thời gian đó đó. Cho nên ngày hôm nay em vui khi mà bạn tìm được một cái đối tượng để mà bạn. Thấy chưa? Anh thấy chưa? Chỉ cần nhận xét nó thôi là em khóc liền. Tại vậy bà chị á. Má ơi. Bà chị rồi đá vô cuốn họng của mẹ. Còn anh thì rồi đấm vô cái ba sườn của mẹ là biết là hai đứa này mình cái gì là hai chị em mình. Khóc luôn hay gì? Rồi khóc luôn là kìa, hai người thật sự gia đình gì mà khóc á. Bốn người khóc, ba người còn mình tôi để gì tôi khóc được. Vậy bày cho tôi cách khóc đi. Lấy cảm xúc đi. Trời ơi thiệt á trời. Làm sao để khóc được trời. Đó giờ mọi người muốn lấy nước mắt lên anh rất là khó. Trừ khi nào mà cái người đó lên anh thích lắm. Người đó lên anh thương lắm, quý lắm lên anh thì không. Rồi lâu lắm em cũng chưa được khóc. Không. Bé Hồng có cú lọ ngược dòng hay nha. Từ cái điều mà cái người mà mọi người không thích mà bắt đầu mà mọi người đều thương em. Thương nhất luôn. Nói chung ở đây 8 người. Mỗi người đều có một cái sự quý mến riêng lẫn nhau hết. Luôn. Hay quá vậy trời. Để cho tối nay mình được hẹn riêng. Trời thiệt luôn á. Ờ được hẹn riêng. Trời ơi tập là cái cuối chương trình rồi lòi cái đuôi tức. Cái người là sao quá ta. Tôi khóc hoài trời. Trong cái nhà chung á mà cái cảm giác mà mọi người ngồi chung với nhau mà mình im lặng á nó chán lắm. Giờ mà lâu nói chuyện nhiều mình nói gì vậy? Gì cơ? Mà không chọc mình chọc mình làm gì giờ? Mà chọc mình chọc ai? Chọc cái người được. Trời. Chọc những cái người mà mình thấy nó thân thuộc rồi mình chọc. Ờ mấy mái ơi, sang chấn tâm lý ghê luôn á. Cái hồi nó quýnh tôi quá. Cái người dày mày cũng khóc luôn, giờ tôi ngồi vơ vơ một mình vậy trời. Cái thực sự tình cảm ai không có tình cảm. Chờ miếng nước lọc đi, tôi là nước mắt tôi khóc phải vui coi chứ không có khóc được. Thật sự không nào có tôi nó đi cho ba đứa không. Cũng giống như cái câu nói mà Lê Anh hỏi anh là nó hỏi em á là tại sao thương con bé này là để gì vậy nè. Trời khóc luôn. Trời ơi. Bây giờ thì ngày cuối cùng không khóc thì ngày nào khóc. Ngày mai tỏ tình không lẽ khóc. Tự nhiên không có cái bạo mày. Thì bây giờ em nói với mọi người là bây giờ không khóc ngày nào khóc. Tự nhiên lúc đó nó bắt mình rơi. Rơi không phải vì cái sự yếu đuối trong cơ thể của mình, trong cái cảm xúc của mình, mà thật ra là mình quý tất cả những cái điều nó xảy ra xung quanh mình từ khi mình bước chân vào ngôi nhà chung. Thật sự ra là tại vì á, mọi người hiểu như vậy nè, em thì không có anh em nhiều. Anh chỉ có thằng em trai thôi. Mà hai em trai nó sống với anh từ nhỏ nữa nên em rất là thương em Út. Anh thấy nhìn với con bé là nhìn ra được á, anh có một đứa em họ y chang con bé luôn. Cũng như vậy luôn. À, rất khổ là tại vì vậy nè. Anh không biết ba mẹ có chấp nhận em như vậy không? Chấp nhận đúng không? Còn thằng em họ của anh nó không được chấp nhận. Là chấp nhận liền. Không có tình cảm khác. Thấy nhỏ yếu đuối mà nhỏ không khóc, nhỏ mạnh quá mạnh mẽ về bên trong. Có sát nhà. Ở không đó mà em không khóc được thôi. Vậy hả? Em mới là con bây giờ bị giấu cho cố lên. Cái thằng em họ của em á là nó bị vậy nè. Nó khi mà ba nó biết nó vậy á. Em biết cái lẹm không? Cái lẹm mai bao bố á ở dưới miền Tây mình á là dượng anh nó lấy cái lẹm đâm vô cái giò nó. Hành xác rất nhiều. Mà tới bây giờ luôn á nó không dám về nhà luôn, là có 7 năm nay nó không dám về thăm bà nội anh luôn á. Tại vì nó nên nhìn ra con bé anh lại rất là thấy được là em anh nó đang ở đó. Và nó vẫn hôm bây giờ nó đã có một chỗ đứng trong xã hội rồi, nó đã có tiếng nói, có sự nghiệp, nhưng mà nó vẫn không dám về nhà. Tết năm nào cũng vậy, cho nó chỉ dám điện về hỏi thăm nội thôi mà không bao giờ dám về.
thì nếu không có chương trình này, nếu mà nó có coi được thì anh cũng không là hãy về một lần xin lỗi giữa hai đi, tại vì anh thấy là giữa hai đã thương đó, đã nhìn nhận ra được rồi, rồi cái gì anh thấy á, mỗi lần anh qua nhà là anh thấy ổng hay vô lén lén vô phòng đó, và mày anh có bước vô phòng anh thấy một điều là niệm và bền gói nha, lúc nào cũng mới, không bao giờ có bụi. Nhưng mà tại vì em anh nó ok mời bé bắt biểu. Thật sự em tự khẳng định mình á, em là một cái người quan tâm cảm xúc của từng người nhất luôn á, ngay cả từng cái đánh em đánh anh á, là giống như là em thấy là đang đi một mình á, em cố tình em lại em nói chuyện với anh, chứ không phải tự nhiên em ghét cái gì anh đâu mà em đánh anh. Mà tại cái phản ứng vô duyên quá. Tự nhiên không quay lại anh á, anh có, em có tin là anh giọng em không? Không, cái đó là anh giỡn nha. Không, cái bộ đó là anh giỡn. Không phải vì em không nè, em hỏi anh Phúc. Không có chấp nhận nha, một người phái mạnh không có làm vậy được nha. Nhưng mà tự nhiên khi mà đến gần cuối chương trình đó, mình thấy càng lộ ra nhiều cặp đôi, mình thấy ok. Mình thấy là mình vui hơn. Lộ ra nhiều cặp đôi. Nhưng mà vẫn không biết được cặp đôi bí ẩn là ai nha. Em không cần bây giờ biết ai ẩn, ẩn luôn cũng được nữa. Trời ơi, tới tập cuối này. Ẩn xuống dưới em dặm cho dặm luôn. Em tha cho em nói là em cảm ơn mọi người. Ok. Em là con người, em nhận được nhiều cái tình cảm đó như vậy. Thì em sẽ cố gắng là em sẽ trưởng thành hơn. Và em vẫn sẽ cố gắng được nhiều người thương em nữa. Bây giờ tới em góp ý chị. Dạ, chị cảm ơn em. Ủa, anh chưa góp ý gì? Xong rồi đó. Mai là người ta làm chú rể rồi đó, có chị hoài. Không thì hết ngày hôm nay em cũng không kêu chị nữa. Má. Má. Số lại em ghẻ tôi rồi đó. Tại này em ghẻ tôi. Ủa, vậy chị là em rồi. Quả là anh hề. Chị nhau, chị nói chị nhau. Thì anh chỉ nói anh đều là nói với em. Nói với không biết mọi người. Em không biết rồi, em không suy nghĩ mọi người như thế nào. Nhưng mà riêng em, anh luôn là nhất. Tại vì sao? Anh là cái người luôn tạo niềm vui cho mọi người, luôn lo lắng mọi người, luôn enjoy hết tất cả mọi người ở đây. Mặt hỏi thế. Mặt không nữa. Nói sao? Anh Khánh nói giống như là một người anh của em vậy đó. Tại vì anh Khánh luôn quan tâm em, luôn giúp em những cái chuyện mà thấy cảm thấy khó là anh luôn đều giúp em, quan tâm em từ miếng ăn tới giấc ngủ. Thật sự lúc em ngủ á, em cảm giác được là anh Thanh biết em lạnh và anh là cái người thấm mệt cho em. Thật sự cái điều đó là em rất trân trọng, là tại vì từ nhỏ tới lớn á, em chưa bao giờ được bất cứ một người nào thấm mệt cho mình. Dạ kêu mẹ đi, mẹ này sai rồi. Chị cũng là mẹ em mà. Nhưng mà mẹ em cũng nói thẳng ra luôn á là ba mẹ em cũng còn chưa đắp mệnh cho em. Tại vì lọt lòng ra làm ra ở với nhiều mà nội. Chỉ là kêu bằng mạnh nào hết đi. Bà nội Khanh. Càng nói là càng cao tuổi nha. Bút chết nha. Kỳ thì thông qua chương trình này em muốn nói là em không biết là giờ em có tìm được ai không, giờ em có thể gây về với ai không, nhưng mà em biết chắc một điều luôn là em có một người mẹ rất là đáng yêu, một người chị rất là chăm quý, một bà lan nội, những người em, những người bạn rất là tốt, rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Thích từ lúc mà biết với anh làm chung công ty.
nên mình chưa có một cái mục tiêu là mở lời hoặc là cố tình mà án gì hết hả. Thì đến cái ngày mà mình được nhận thành viên thánh chinh ở nhà thì bắt đầu có mục tiêu là mình sẽ đi tìm một nửa của tài ở trong cái ngôi nhà trong này. Ở trong công ty thì Duy Anh là một người khá là nghiêm túc và chịu học hỏi. Còn trong chuyện tình cảm, khi mà gặp ở chương trình Love House thì Duy Anh rất là bối rối. Kiểu như là rất là khó ra cái quyết định cho việc chọn cho một người. Nói chung là về tình cảm thì Duy Anh hơi bị... vẫn còn yếu, là vẫn còn e dè, ngại ngùng. Dù đã trải lòng hết mọi khúc mắc trong lòng nhau, nhưng vẫn còn một điều quan trọng trong sự thắc mắc của mọi người là cặp đôi bí ẩn là ai? Á thật tình không ra được con tối bí ẩn, á thật tình không ra được con tối bí ẩn, tức thử. Theo suy đoán hiện tại của mình, thì cặp đôi bí ẩn là Phong với lại Duy Anh. Nghĩa là Duy Anh và Phong. Đến lúc này mình vẫn không hề biết ai là cặp đôi bí ẩn cả. Để coi trong tim tồn cúc cung có ai là người bí ẩn hay không mà dám lừa bà chị này hay đến mức như vậy. Có thể nha, trong tỏ tình với Duy, Duy có thể là người bí ẩn hay chăng nữa. Ok, không sao, rất vui. Tại vì cái điều mà mình đặt ra là mình mở lòng, mình tìm được cho mình một cái đối tượng là nó như vậy là ok. Trọng xong, trọng đến cái phần mà mục tiêu của trọng đề ra rồi đó, còn sau đó như thế nào nó không còn quá quan trọng nữa. Nếu có duyên thì còn được tiếp tục với nhau, còn duyên thì kẻ đón người đưa, hết duyên thì đi sớm về trưa một mình. Vào đêm cuối cùng của hành trình tình cảm của các bạn đã gần như rõ ràng. Linh Anh chỉ có một hồng tâm là Khanh, còn Khanh thì đang phân vân giữa Phong và Linh Anh. Trọng tập trung tối đa vào Duy, nhưng Duy vẫn chưa có sự phản hồi rõ ràng. Phúc và Hùng thì vẫn giữ quan điểm cho nhau cơ hội. Duy Anh thì phân vân giữa tình cảm của Phi và Phong dành cho mình. Còn Phong và Phi thì chỉ tập trung vào Duy Anh. Đừng nôn nóng, chắc chắn rằng kết quả của Boys Love mùa đầu tiên sẽ làm các bạn hài lòng. Hãy đón xem tập tiếp theo của Boys Love vào 20 giờ số thứ tư hàng tuần trên kênh ứng dụng Next Love và kênh YouTube MTV Media.